Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc Việt Nam chống lại những ý đồ gây rối khu vực từ bên ngoài. Trung Quốc nói sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam. Israel tiếp tục truy quét thành phố Jenin ở bờ Tây. UNICEF đưa viện trợ tới bệnh viện châu Âu ở Gaza. Nghĩa trang Gaza bị giày xéo sau cuộc tấn công của Israel. Đức khai mở phiên tòa xét xử gián điệp Nga. Hội nghị thượng đỉnh COP28 kết thúc với thỏa thuận lịch sử về khí hậu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 13 tháng 12 kêu gọi Hà Nội cùng Bắc Kinh ngăn chặn các thế lực bên ngoài muốn gây rối ở châu Á-Thái Bình Dương khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới quốc gia Cộng sản láng giềng. Trung Quốc và Việt Nam nên cảnh giác và phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây rối loạn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Tập nói với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày công du cuối cùng của ông tại Hà Nội. Theo báo China Daily, ông không đề cập cụ thể đến một thế lực nào. Tờ Nhật báo tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Tập kêu gọi hai nước cùng tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế. Tờ báo dẫn lời ông Chính đáp lại rằng quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã vượt qua thử thách của thời gian và lịch sử, nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự can thiệp nào do các thế lực bên ngoài gây ra. Truyền thông do nhà nước quản lý tại Việt Nam không đề cập đến những trao đổi giữa ông Tập và ông Chính về việc cùng nhau ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề giữa hai nước và khu vực. Đưa tin về cuộc gặp tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Tập đề nghị hai bên tăng cường hợp tác duy trì an ninh, ổn định trật tự xã hội và cùng nhau thúc đẩy xây dựng trật tự quốc tế công bằng, cởi mở, cũng như duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Ông đề nghị rằng hai bên nên kiểm soát tốt bất đồng và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, theo luật pháp quốc tế, nhắc tới tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở Biển Đông, theo Thông tấn xã. Trong tuyên bố chung được ông Tập và Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng đưa ra hôm 13 tháng 12, Việt Nam và Trung Quốc khẳng định lại mối quan hệ láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, và rằng đôi bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chuyến thăm của ông Tập diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội để nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên ngang hàng với Trung Quốc, một bước đi được giới quan sát xem là nỗ lực của Washington nhằm đối trọng sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rằng Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, theo VN Express. Báo điện tử này cũng dẫn lời ông Thưởng bày tỏ mong muốn Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư phát triển ngày càng lành mạnh, hiệu quả. Chủ tịch nước Việt Nam còn được trích lời đề nghị hai nước tăng cường kết nối giao thông, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế. Trong tuyên bố chung được Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam đăng tải, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm mở rộng quy mô thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững, cũng như áp dụng các biện pháp hiệu quả, bảo đảm thông suốt chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng giữa hai nước và trong khu vực. Số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết rằng tính từ đầu năm tới tháng 11 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 56 tỷ đô la, tăng 6,2%. Mức tăng này chủ yếu đến từ các mặt hàng nông sản, theo Cổng thông tin Chính phủ. Ở chiều ngược lại, theo Cổng thông tin, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam và trong 11 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 99 tỷ đô la, tức chiếm hơn 1/3 giá trị nhập khẩu của Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm 13 tháng 12 dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay giảm xuống còn 5,2% so với dự báo trước đó là 5,8%. Trong báo cáo về triển vọng phát triển châu Á mới được công bố, ADB dự báo rằng tăng trưởng trong năm 2024 của Việt Nam duy trì ở mức 6%. Trên bình diện khu vực, ngân hàng này cho biết rằng triển vọng tăng trưởng của Đông Nam Á trong năm nay giảm từ 4,6% xuống 4,3% trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu suy yếu trên thế giới. Báo cáo nói nguyên nhân là do nhu cầu bên ngoài suy yếu tiếp tục gây áp lực lên lĩnh vực sản xuất công nghiệp và chế tạo của Việt Nam, khiến sản lượng bị kìm hãm chỉ còn ở mức 0,4%, con số nửa năm thấp nhất trong cả chục năm qua. Theo phân tích trong báo cáo, tình trạng tăng trưởng thương mại yếu đi kể từ tháng 3 năm 2023 đã khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu.
Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện gần đây ở khu vực miền Bắc và những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực bất động sản. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Giờ đã là trung tuần tháng 12, thị trường đồ trang trí mùa Giáng sinh ở Sài Gòn lại có dịp cho bày biện đa sắc màu, kiểu dáng, chủng loại. Đây là nhóm hàng hóa mang tính thời vụ nên cần trưng bày sao cho bắt mắt để thu hút khách đến tìm mua. Nay thì cũng giống như mọi năm cũng là cây thông nè, rồi đồ trang trí Noel, mấy cái thứ linh tinh để gắn lên cây nè, rồi ông già Noel bỏ pin, nói chung là nhiều lắm, toàn là những món nhỏ không à. Với cơ mang hàng trang trí Noel như vậy, theo lời ông Nguyễn Văn Hùng, thì nhìn bắt mắt muốn mua nhưng lại ngại tiền. Có cái 100, có cái mấy chục, có cái 100 mấy muốn mua lắm nhưng mà mắc, nói chung là hơi mắc người ta đâu rồi, nó kệ mà. Theo nhận xét của chị Khánh Châu, thì các mặt hàng trang trí nào giá cả bình dân sẽ được chuộng hơn trong lựa chọn? Khách tới mua tầm khoảng 100 mấy, 200. Cũng có ít khách mua khoảng 500-600 lắm, nhưng mà cũng có một vài khách thì mua tầm hơn 1 triệu, vượt 1 triệu. Chủ một gian hàng đồ trang trí có nhận xét là xem chừng mùa Giáng sinh này nhàn rỗi vì khách hàng dè sẻn chi tiêu, không khí buôn bán ở thời điểm chục ngày nữa là Noel mà như vậy xem chừng đành phải ngóng chờ khách đến sát ngày mừng Thiên Chúa Giáng Trần. Bây giờ nó sẽ vắng lặng hơn mỗi năm, mỗi cách người ta trang trí cũng vậy á. Mỗi năm là em biết giờ này ha, nhà trẻ, mỗi cái là người ta mua đồ cho con nít còn gì, năm nay là phải vắng dữ lắm luôn. Chị Khánh Châu nói rằng sức mua chung đã giảm từ hồi dịch giả Covid tới giờ mà chưa biết chừng nào hồi phục. Chị mong muốn tình hình kinh tế cải thiện để cho người dân sống tốt hơn, với lại tụi chị buôn bán nó cũng đỡ hơn. Vậy thôi chứ cũng không mong muốn gì nhiều, mong muốn là mọi người có sức khỏe để tiếp tục gồng gánh vượt qua mấy cái năm này thôi. Thị trường phụ kiện trang trí mùa Giáng sinh ở Sài Gòn, như nhận xét của chị Khánh Châu, chủ một gian hàng ở xóm Đạo, thì mua bán may rủi đối với mặt hàng thời vụ này cũng là điều bình thường khi mà đời sống vẫn đang khốn khó. Cuộc đột kích của Israel vào thành phố Jenin ở bờ Tây bước sang ngày thứ nhì hôm 13 tháng 12, một ngày sau khi 7 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 13 tuổi. 5 trong số 7 người thiệt mạng hôm 12 tháng 12 là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo Bộ Y tế Palestine và hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa cho biết. Chính quyền Palestine và hãng thông tấn này cho hay cậu bé 13 tuổi đã chết sau khi lực lượng Israel ngăn cản xe cấp cứu, chuyển cậu đến bệnh viện để điều trị y tế. Các nhà báo Palestine tập trung ở lối vào trại Jenin ngày 13 tháng 12 cho biết quân đội ngăn cản họ tiến vào khu vực. Video của Reuters cho thấy lực lượng Israel kiểm tra xe cứu thương của người Palestine ra vào trại. Quân đội Israel xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và cho biết họ đã giết chết một số, không rõ là bao nhiêu người Palestine. Những người bị phát hiện ném thiết bị nổ và bắn vào lực lượng của họ. Cùng ngày 13 tháng 12, quân đội Israel công bố đoạn phim được cho là ghi lại cảnh giao tranh trên bộ với các tay súng Hamas ở quận Sheja'a, phía bắc Gaza. Reuters không thể xác nhận địa điểm hoặc ngày quay video. Các camera gắn trên người cho thấy các binh sĩ Israel tác chiến trên bộ. Israel cho biết 10 binh sĩ của họ thiệt mạng trong 24 giờ qua, bao gồm một đại tá chỉ huy một căn cứ tiền phương và một trung tá chỉ huy một trung đoàn. Đó là mất mát tồi tệ nhất trong một ngày kể từ khi 15 người thiệt mạng vào ngày 31 tháng 10. Quân đội Israel cho biết hầu hết số người thiệt mạng xảy ra ở quận Sheja'a của thành phố Gaza ở phía Bắc, nơi quân đội bị phục kích khi cố gắng giải cứu một nhóm binh sĩ khác
đã tấn công có tay súng trong một tòa nhà. Cư dân Gaza hôm 13 tháng 12 dỡ hàng viện trợ nhận được từ UNICEF đến bệnh viện châu Âu ở Khan Yunis của Gaza, giữa tình hình giao tranh dữ dội ở phía Bắc và phía Nam của vùng đất này. Ông Willis Akutu của UNICEF cho biết, viện trợ được giao chủ yếu bao gồm chăn cho mùa đông lạnh giá, cùng với nhiều chuyến hàng chở nước và vật tư y tế sẽ đến. Máy bay chiến đấu lại ném bom dọc Gaza, và các quan chức viện trợ cho biết, thời tiết mùa đông mưa nhiều đã khiến điều kiện của hàng trăm ngàn gia đình phải ngủ ngoài trời trong những căn lều tạm bợ trở nên tồi tệ hơn. Phần lớn trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã trở thành người vô gia cư. Cùng ngày 13 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho binh sĩ Israel ở Gaza tiếp tục chiến dịch tấn công cho tới khi đạt chiến thắng, giữa lúc Israel đã đối mặt với tình trạng ngày càng bị cô lập ngoại giao vì số thường dân thiệt mạng tăng cao và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng leo thang. Các ngôi mộ trong khu Al-Fallujah thuộc Jabalia, phía bắc Gaza, bị phá nát hôm 13 tháng 12 sau cuộc tấn công trên bộ của Israel. Những vết xe rộng và sâu chạy ngoằn ngoèo qua nghĩa trang để lại những ụ đất và gạch vụn nằm hai bên. Những tấm bia mộ vỡ vụn rải rác trên mặt đất. Giao tranh đã gia tăng giữa đống đổ nát ở miền Bắc, nơi Israel trước đây tuyên bố đã đạt được phần lớn các mục tiêu quân sự. Và các quan chức y tế ở đó cho biết, lực lượng Israel đã bao vây và xông vào một bệnh viện, đồng thời giam giữ và sách nhiễu các nhân viên y tế. Israel đã phát động chiến dịch tiêu diệt nhóm hiếu chiến Hamas đang kiểm soát Gaza với sự đồng cảm của toàn cầu, sau khi các tay súng Hamas xông qua hàng rào biên giới, tấn công miền nam Israel hôm 7 tháng 10, giết chết 1.200 người, chủ yếu là thường dân, và bắt giữ 240 con tin. Các lực lượng Israel kể từ đó đã bao vây Gaza và biến phần lớn khu vực này thành bình địa, với hơn 18.000 người được xác nhận đã thiệt mạng, theo các cơ quan y tế Palestine, và hàng ngàn người khác được cho là đã mất tích trong đống đổ nát hoặc ngoài tầm với của xe cứu thương. Đức ngày 13 tháng 12 mở phiên tòa tại Berlin xét xử một nhân viên trong cơ quan tình báo nước ngoài BND của Đức bị buộc tội bán thông tin mật cho cơ quan tình báo Nga. Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm, một công dân Đức được xác định là Carsten L. vào tháng 12 năm ngoái và bố giáp căn hộ và nơi làm việc của ông ta, cũng như nhà của một người khác, cũng đang hầu tòa. Chính quyền Đức cảnh báo về khả năng hoạt động gián điệp của Nga sẽ tăng cao do Điện Kremlin đang đối đầu với phương Tây về việc nước này xâm lược Ukraine. Chính phủ Đức đã trục xuất 40 gián điệp Nga vào tháng 4, theo cơ quan tình báo nội địa. Giám đốc BND Bruno Kahl nói trong một tuyên bố riêng rằng BND đã bắt đầu cuộc điều tra nội bộ sâu rộng về vấn đề này ngay khi nhận thức được khả năng xảy ra phản quốc trong nội bộ của mình. Khi những nghi ngờ này xuất hiện, BND đã gọi các công tố viên liên bang. Tòa án sẽ xét xử nghi can Carsten với các biện pháp an ninh tăng cường và phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 7 năm 2024. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể phải ngồi tù từ 5 năm đến chung thân ở Đức. Bản án chung thân bao gồm ít nhất 15 năm tù. Hearing no objection, it is so decided. Các quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 ngày 13 tháng 12 nhất trí với một thỏa thuận chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, điều mà các nhà khoa học cho rằng là hy vọng tốt nhất cuối cùng để tránh được thảm họa khí hậu. Thỏa thuận lịch sử đã được gần 200 quốc gia tham dự hội nghị chấp thuận, đánh dấu lần đầu tiên sau 3 thập niên tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP, các quốc gia đã đồng ý phối hợp loại bỏ dầu mỏ, khí đốt và than đá, vốn chiếm khoảng 80% năng lượng toàn cầu. Vai trò tương lai của nhiên liệu hóa thạch cho đến nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi nhất tại hội nghị thượng đỉnh COP28 kéo dài 2 tuần ở Dubai. Theo các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận, các cuộc đàm phán đã vấp phải sự phản đối từ các thành viên của nhóm sản xuất dầu OPEC và các đồng minh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út. Và bản dự thảo trước đó đã bị nhiều quốc gia chỉ trích vì đã không kêu gọi loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Dự thảo mới được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán ngoài giờ tại hội nghị kéo dài đến tận đầu giờ sáng thứ Tư, 13 tháng 12. Thỏa thuận kêu gọi chuyển đổi khỏi sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách công bằng, có trật tự và bình đẳng để đạt được mức zero dòng vào năm 2050 theo khoa học. Thỏa thuận cũng kêu gọi tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo trên toàn cầu vào năm 2030, tăng tốc nỗ lực giảm lượng than và tăng tốc các công nghệ
như thu hồi và lưu trữ carbon, có thể làm sạch các lĩnh vực khó khử carbon. Các thỏa thuận đạt được tại các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc phải được thông qua bằng sự đồng thuận, rồi từng quốc gia riêng lẻ phải có trách nhiệm thực hiện các điều đã thỏa thuận. Hàng trăm người cao niên gốc Việt đã tới tham dự chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức tại thành phố Arlington chiều ngày 9 tháng 12. Đây là một sinh hoạt nằm trong chuỗi các hoạt động được tổ chức dịp cuối năm dành cho các bậc cao niên sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Những cuộc giao lưu hội ngộ như thế này mang lại nhiều niềm vui cho đời sống tinh thần của người cao niên, vốn không có nhiều cơ hội giao tiếp xã hội như giới trẻ. Rất là vui vì được ở trong ban tổ chức hướng dẫn cho những người khách đi vào bàn, và tôi cũng có một hai cái show ở trên sân khấu. Bên cạnh các chương trình giao lưu văn nghệ thì các chương trình sinh hoạt văn học giới thiệu sách mới cũng là hoạt động được nhiều người cao niên gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ chú ý tham gia đông đảo. Họ cảm kích khi thế hệ trẻ ở hải ngoại ngày càng chung tay tổ chức những chương trình như thế này, vì nhu cầu về tinh thần trong cuộc sống của người cao niên là rất quan trọng, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể tự tổ chức và sinh hoạt với nhau. Cái đời sống ở hải ngoại này nó khác bên Việt Nam chúng ta ngày trước. Cái xã hội nó rộng lớn hơn, nhu cầu nhiều hơn. Một số nhu cầu thì được cung cấp bởi cái chính quyền địa phương ở đây, và vấn đề tinh thần thì hội cao niên đã đóng góp rất nhiều trong vấn đề tinh thần để bù lại cái nỗi xa nhà. Những chương trình đón Giáng sinh sớm cũng đang được nhiều nhà thờ và hội thánh tổ chức mỗi dịp cuối tuần, thu hút rất nhiều người cao niên tới tham dự. Để tạo điều kiện tối đa cho những người cao niên, đặc biệt là những người không có con cái ở bên và không có phương tiện đi lại, thậm chí các hội đoàn và nhà thờ còn tổ chức xe đưa đón miễn phí để tất cả mọi người đều có thể tham gia và được chia sẻ niềm vui khi Giáng sinh đang tới gần và một năm cũ chuẩn bị đi qua. Tuần sau, chúng tôi sẽ tổ chức buổi sinh nhật cho tất cả các hội viên có các ngày sinh trong tháng 12 và tháng 1, và chúc cho mọi gia đình nhiều sức khỏe để tiếp bước dẫn con cháu đi vào cái nền văn hóa dân tộc và tổ tiên. Đó là cái mục đích chính của hội cao niên. Hầu hết những hội đoàn trong cộng đồng gốc Việt hiện đang tất bật làm việc hết công suất để chuẩn bị cho những chương trình văn hóa văn nghệ và giao lưu từ nay cho tới Tết Nguyên đán sắp tới. Mặc dù bận rộn như vậy, nhưng các bạn trẻ ai cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi sau một năm dài với những lo toan, giờ đây các bạn lại có cơ hội tổ chức những hoạt động khác nhau để các thế hệ đi trước có được cơ hội gặp gỡ và chung vui với cộng đồng, bạn bè và đồng hương trong các lễ hội cuối năm. Nghệ nhân từng đoạt danh hiệu Guinness Thế giới Gingerbread Land đã tạo ra ngôi làng bánh gừng Giáng sinh ăn được lớn nhất thế giới. Ông John Lovick đã quen với đôi bàn tay dính bánh dính kem. Tại ngôi chợ Chelsea ở Manhattan này, ông đang tỉa tút những khâu đoạn cuối cùng cho ngôi làng bánh gừng gồm 800 ngôi nhà bánh gừng được làm bằng tay và nướng tại gia. Đây là năm thứ 30 chúng tôi làm việc này. Chúng tôi bắt đầu vào năm 1994. Đối với người đầu bếp trở thành người lập kỷ lục Guinness thế giới này, việc chuẩn bị cho các dịp lễ lạc là một công việc quanh năm. Nghệ nhân Lovick làm việc tại nhà, ngay trong căn bếp của mình ở Queens, New York. Vào giữa mùa hè, ông nướng bánh, trang trí những ngôi nhà bánh gừng, rồi cất giữ dưới tầng hầm. Ông dễ dàng dùng hết hơn 1.800 kg kẹo, khoảng 6.000 lòng trắng trứng gà và trên 450 kg bánh gừng. Đây là một quy trình không bao giờ thực sự kết thúc. Đó cũng là một quá trình căng thẳng theo mùa. Mùa lễ này, ông Lovick có các cuộc triển lãm ở Houston, Philadelphia, thành phố Kansas và thành phố New York. Việc vận chuyển và dựng lại làng bánh gừng tại mỗi địa điểm không phải là dễ. Việc này rõ ràng tạo ra một mức độ kiệt sức về thể chất và rõ ràng nó gây ra cho cơ thể mình sự căng thẳng. Nhưng bất chấp những thách thức đó, ông Lovick cho biết ông vẫn cố gắng duy trì tinh thần Giáng sinh.
Hy vọng rằng chúng tôi có thể tạo ra một điều kỳ ảo khi đem bánh gừng tới ngôi chợ Chelsea này. Làng bánh gừng Gingerbread Land này mở cửa cho công chúng tham quan tới ngày 7 tháng 1. Lúc đó nghệ nhân Lovic sẽ tháo gỡ tác phẩm kỳ công của mình và tặng các ngôi nhà bánh gừng miễn phí cho mọi người. Các nhà lập pháp Mỹ mới đây cảnh báo rằng mặt trận quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là trên điện thoại di động của người dân. TikTok có lẽ là chiến dịch gây ảnh hưởng xấu lớn nhất từng được thực hiện, cho phép một thực thể do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát trở thành nền tảng truyền thông thống trị, nền tảng tin tức thống trị ở Mỹ sẽ là một sai lầm lớn. Các nhà lập pháp cho biết sự lan truyền thông tin sai lệch trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm cả TikTok, có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Deepfake này của Donald Trump hé lộ tương lai sẽ ra sao cho tất cả chúng ta. Khi công nghệ được cải thiện, khả năng deepfake trên mạng xã hội không bị phát hiện cũng sẽ tăng lên. Cách thức vận hành của TikTok gây lo ngại nhất cho các nhà lập pháp và chuyên gia. TikTok có khả năng phức tạp hơn, ít nhất là về mặt lý thuyết. Nó có khả năng điều chỉnh nhằm các thông điệp đến các địa phận bầu cử khác nhau ở các khu vực khác nhau trên thế giới hoặc các nhóm nhân khẩu học khác nhau, và nó có một thuật toán mà không ai biết lưu ở Trung Quốc và nhà nước Trung Quốc không cho phép bán thuật toán đó. Nhưng cách thức kinh doanh của Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho các ông chủ nền tảng truyền thông xã hội, theo chuyên gia. Elon Musk có thể đặc biệt dễ bị áp lực từ Bắc Kinh vì ông ấy có lợi ích kinh doanh đáng kể ở Trung Quốc. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất giỏi trong việc tận dụng việc các doanh nghiệp nước ngoài muốn làm ăn ở Trung Quốc để buộc họ tuân theo đường lối của đảng. Các chuyên gia nói với các nhà lập pháp rằng TikTok đang ngày càng trở thành nguồn tin tức chính của nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nhưng cho biết vẫn có thể thông qua luật để ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch. Ban hành các quy định yêu cầu sự minh bạch từ tất cả các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm việc nêu rõ nội dung, chính sách kiểm duyệt và thực thi, cũng như cho biết nội dung nào họ đã kiểm duyệt, ngăn chặn hoặc quảng bá theo yêu cầu của các chính phủ. Một thẩm phán liên bang ở bang miền Tây Montana mới đây đã chặn lệnh cấm TikTok ở bang này, bang đầu tiên trên toàn quốc đưa ra lệnh cấm. Thẩm phán phán quyết rằng lệnh cấm vi hiến. Quân nhân người Ukraine này có biệt danh là Festool, trước đây là nhà sản xuất đồ nội thất ở Kyiv, đang vận hành hệ thống tên lửa phòng không Avenger của Mỹ. Chúng tôi đã bắn hạ máy bay không người lái Shahed cũng như tên lửa rồi. Vào tháng 2 năm 2023, quân nhân này cùng với nhiều người khác đã được cử ra nước ngoài để được huấn luyện về hệ thống phòng không Avenger. Anh nói thông thường, các khóa đào tạo này phải mất nhiều tháng, nhưng anh chỉ có 2 tuần. Một trong những lý do phải học nhanh như vậy là do Nga oanh kích cực kỳ dữ dội. Vào tháng 3 năm 2023, hệ thống Avengers lần đầu tiên đã đi vào hoạt động ở Ukraine. Sĩ quan phụ trách báo chí quân sự Vitaly Georgiev cho biết chúng đang bảo vệ cả các mục tiêu dân sự và quân sự. Quân Nga không chỉ tấn công các cơ sở quân sự, mà còn tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng và dân thường. Cho nên, hầu hết tất cả các hệ thống phòng không đều được sử dụng để bảo vệ các cơ sở và tòa nhà dân sự. Festool cho biết trước khi Nga xâm chiếm Ukraine, Avengers chưa bao giờ được sử dụng để bắn máy bay không người lái. Vì lẽ đó, anh cùng đồng đội thường xuyên liên lạc với các cộng sự người Mỹ, chia sẻ kinh nghiệm mới này, cũng như các ứng dụng thực tế mới của Avengers. Họ không bị máy bay không người lái tấn công như chúng tôi. Thông thường, những tên lửa Stinger này được dùng để bắn máy bay và trực thăng của kẻ thù. Việc triển khai hệ thống phòng không này chỉ mất 15 phút kể từ khi có còi báo động cho đến phát súng đầu tiên.
chuyến hồi hương của một người sống sót sau nỗi kinh hoàng ở cách xa hàng nghìn km. Wee Chiang Tam Thong bắt đầu làm việc tại một trang trại bơ của Israel chỉ 6 ngày trước khi các chiến binh Hamas tấn công cộng đồng nông thôn Sa'at, giết chết 7 công nhân nhập cư Thái Lan. Anh bị bắt làm con tin và bị giam trong 7 tuần. Một lao động nhập cư đến từ vùng đất nghèo nhất Thái Lan bị kẹt giữa cuộc chiến nơi xứ lạ quê người. Anh trở về cùng với 22 người Thái khác, được trả tự do cho thỏa thuận ngừng bắn mà nay đã hết hiệu lực. Nhưng 9 người Thái khác vẫn còn bị giam cầm. Tôi đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất từ mọi người. Họ đến thăm tôi hàng ngày kể từ khi tôi trở về. Điều đó khiến tôi rơi nước mắt. Vợ tôi nói với tôi rằng mọi người vẫn luôn ngóng tin. Tôi không biết vì tôi đã không nhìn thấy ánh sáng trong gần 2 tháng. Tôi rất vui khi được trở về. Hơn 30.000 người Thái làm việc ở Israel trước cuộc tấn công của Hamas. 39 người Thái thiệt mạng trong cuộc đột kích và 32 người bị bắt làm con tin trong cuộc tàn sát đẫm máu đó. Wee Chiang, giống như những người khác đã trở về, không muốn nói về điều kiện giam giữ trong khi các con tin khác vẫn còn ở Gaza. Tuy nhiên, cũng như nhiều người khác, anh vẫn quyết tâm quay trở lại Israel để làm việc và thay đổi vận mệnh của gia đình mình. Chị trai mình đi khuyên khó có hai mà. Họ cho tôi nghỉ 6 tháng cho đến khi tôi hồi phục tinh thần. Đến lúc đó, nếu ngừng đánh nhau, tôi sẽ xin trở lại làm việc. Tôi mới làm việc ở đó có 6 ngày. Tôi vẫn chưa kiếm được gì cả. Tôi thậm chí còn chưa trả hết nợ. Wee Chiang đến từ vựa lúa Isan của Thái Lan, nơi mức lương trung bình của nông dân là 10 đô la một ngày. Ở Israel, người Thái có thể kiếm tới 1.700 đô la mỗi tháng. Lao động ở nước ngoài có thể thay đổi cuộc sống của người dân Isan, giúp những người di cư có trình độ học vấn thấp có thể xây nhà hoặc cho con cái vào đại học. Vụ bắt cóc người di cư Thái Lan của Hamas đã nêu bật sự nghèo đói của hàng triệu người dân ở quốc gia Đông Nam Á này. Khi đợi ở sân bay để chờ người anh họ Concrete Chomba trở về từ Israel, Pianus Fujutu cho biết mức lương thấp ở Thái Lan khiến người dân Isan phải tìm việc ở nước ngoài. Anh họ tôi chỉ muốn mang lại cho gia đình anh một cuộc sống tốt hơn, cho họ một ngôi nhà, tiền bạc. Hiện đã về nhà an toàn, Concrete cũng để ngỏ khả năng quay trở lại lao động ở nước ngoài. Tôi rất vui khi được trở về. Tôi cảm thấy như được tái sinh. Cả làng đã chào đón tôi trở lại. Những lựa chọn khó khăn vẫn khiến những người nghèo nhất Thái Lan chăn trở, chấp nhận nghèo khó ở quê nhà hay mạo hiểm tính mạng ở nước ngoài. Welcome to English in a Minute. A curve is an arc or a rounded line. But what could this mean? Ahead of the curve. Jonathan, remember last year when you laughed at me for making hats for my cat? I didn't just laugh. I also said I was worried about you. Well, I was way ahead of the curve. Cat hats are selling online right now for a lot of money. Of course they do. If you are ahead of the curve, you are one of the first to do or think of something. Later, others catch up to you. It can also mean to do something way before you need to. And that's English in a Minute.